là em là nhỏ nhất ba mấy tuổi à. À, rồi còn cái anh lớn nhất là 73 tuổi. Ai đây? 37, ông kia 73. Đâu rồi, ông 73 đâu? Đây, à, xin chào chú nhá. Thế mấy em nói là chú năm nay 73 tuổi đúng không? 73 tuổi mà đạp xe từ Sài Gòn vào đây thì trời tuyệt vời. Cố gắng để gặp thầy. Dạ. Cái duyên chưa tới. Nhưng mà tuổi này mà đạp xe như này là bọn con rất là mến mộ luôn đấy. Nhìn đẹp lão. Mình so với thầy thì chỉ bằng chưa được một phần ngàn. Vâng, nhưng mà em vừa chia sẻ là chú đang bị bệnh hả? Bị trúng thực rồi, ói với lum hết. Tức là mình ăn phải cái đồ lạ hay sao? Ăn cháo lòng. À. Cháo rồi. Tức là đi đường mình ăn cháo lòng. Tức là rồi nó bị đường ruột đó. Coi như hai ngày hôm nay ngày thứ ba tôi chưa có cái gì trong bụng. Uống nước không á? Ui trời đất ơi. À vậy là chú thường gọi là chú ba. Rồi con chúc chú ba có sức khỏe nhá. Vâng. Mến chào toàn thể cô chú chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Hiện tại em dâu đang có mặt ở Quán Nắng. Đây, à, gặp được chị đẹp đấy rồi. Em chào chị nhá. Vâng, chào. Ôi giời ơi, hôm nay mới nhìn thấy mọi lần ở trên cái kênh và trên cái Zalo của chị là gì nhỉ? Phước Thảo. Đúng rồi, chị có nhắn tin em một hai lần đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chị đến đây lâu chưa? Về 4 ngày rồi. 4 ngày rồi à? Chị mà đi gặp lại đi lên sốc quá trời luôn. À, chị đi một mình à? Đi mình à. À thế thì tối ăn ngủ nghỉ đâu? Bên kia. À thuê nhà gần. À, chỗ nhà Thạnh hả? Đủ thêm container ấy. À container mà có máy lạnh đồ yên khách sạn mà. À, cái khăn này chị mua ấy hả, đẹp nha. Mua đó luôn. Xem rồi sáng nay có bạn Tuấn. Sáng nay vô gặp thầy phải không? Không gặp Tuấn. À, gặp rồi chưa? Gặp rồi, nói chuyện nó không ngủ luôn. Mà con nghĩ cô sao có nói chị Thảo mập quá gì. Nhìn cho ốm đi lên ngồi kiết dạ nó. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Rồi. Thế là xin sếp Tuấn được chưa? Xin chị làm đúng biết. À, thế tốt đẹp. Không biết gặp được không? À, vậy là anh Tuấn phải chiều hả? Không. Không hứa. Không hứa à? Thôi cứ đủ nhân duyên là mình sẽ gặp. Mà chiều nay cô định về rồi mà thấy nhưng mà thôi mình đến đây thì cứ hoan hỉ, gặp được thì cũng tốt mà không gặp được thì cũng tốt. Và bởi vì là thầy có kêu gọi ai đến đây đâu, đúng không? Chúng ta mến mộ thầy thì chúng ta tới đúng không ạ? Mà chúng ta không gặp thì chúng ta cũng phải vui vẻ hoan hỉ đúng không? Và chúng ta lúc nào phải hoan hỉ, tâm an lạc hoan hỉ là được. Mà gặp được thầy thì nó là cái hữu duyên nha. Yeah. Chúc các chị chiều nay sẽ gặp được thầy nhá. Vâng. Dạ, vâng. Sẽ đi quay quanh chút. Để nhắn cho thầy này chúc, nếu mà chị nó có duyên gặp được thầy thì cũng chúc thầy sức khỏe. Dạ. Chúc thầy nếu có đi Ấn Độ thì cũng đi nơi diễn chốn. Dạ. Thượng lộ bình an. Dạ, tốt đẹp quá. Gì vậy ta? Khỏe mạnh tinh tấn trên con đường tu tập. Tu tập để đi gì đó. Để thành chính quả. À. Mau thành chính quả. Dạ, để vâng. Chúng sanh. Vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Đấy, chị chia sẻ. Chúc cho thầy sức khỏe. Ô, lại gặp bé đây rồi. À, xin chào nhá. Chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe. Dạ. Cho con ăn lạc này. Cái gì đó? Cho con ăn lạc này. À rồi, con cảm ơn. Cảm ơn bác. Đồng 2 đô. À, đồng này là giờ đang hiếm rồi. Đúng rồi. Cảm ơn rất là nhiều em dâu. May mắn lắm mới được nha. Dạ vâng, con cảm ơn nhá. Dạ. Tuyệt vời. Số 667. À 8667 tức là. Cái này này đâu? Lộc cái dây này là của sư Minh Đạt. Sư Minh Đạt tặng vào thầy Minh Tuệ đã dì chú cho em dâu cái dây này rồi. Bán cái này đúng không? Không có bán này đúng không? Dạ. Thầy Minh Tuệ thì chú rồi chứ không là tặng luôn đấy. Nhưng mà thầy Minh Tuệ thì chú cho rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn nhá. Dạ. Lần giờ làm rất là tuyệt vời. Con có chạm nhiều lắm nhưng mà con cũng lên đem mức dạ. Tiền 1 đô. Rất là tuyệt vời. Em dâu sẽ được cái đồng tiền này. Dạ, được cái lọc để trong cái pot của mình để cho nó hên. Đó. À, đấy, các chị đang cho cá ăn ở bờ hồ. Em râu sẽ quay lại cái cảnh cho cô chú chị xem. Đó. Đó, chị đang cho cá ăn. Cá này là cá tự nhiên nha cô chú anh chị, không có ai nuôi.
đó, mọi người hay cho ăn và cá quen rồi, vào đây rất là nhiều luôn. Hello, hello. À, xin chào nhá. Chào cô nhá. À. Đây gặp được một fan hâm mộ tặng cho em râu một tờ tiền đô. Tờ này có số là 667. Chiều nay làm là lộc lộc phất. Đấy, rất là hay. Này 10 hạ đâu, 1 đô. Phát lộc 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 phất, 1 đô là hiếm, 1 đô với 2 đô giờ là hiếm lắm ấy. Rất là tuyệt vời. Không. Thế anh gọi nước chưa? Chưa. Phải lên order, ở đây uống phải lên order. À, bê xuống à? Ừ, mình lên order nó bê xuống cho mình có biển đấy. À, lên order rồi. Ừ. Anh gọi đi. Order chưa? Được uống. Rồi. Rồi ok. Đó, không gian buổi hồ, bờ hồ rất là đẹp của chú anh chị ạ. Đó, trong xanh. À, khu vực bên kia là thầy đang ngồi ở khu vực chỗ cái cây cây sake đấy của chú anh chị ạ. Đó, nhưng bữa nay là quay lưới đèn hết rồi. Em Dâu sẽ đi quay một vòng xung quanh đây cho cô chú anh chị xem. Ban nắng thì lúc nào cũng đông vui. Bây giờ đã gần trưa rồi cô chú anh chị ạ. Đó, gần trưa rồi mà vẫn rất nhiều người. Em mua cám ở đâu? Dạ. Mua cám bên kia kìa anh. Đó. À, chỗ cám cá Tùy Tâm nữa. Cám cá Tùy Tâm hả? Dạ. À. Đó. Cho ăn là thành quen rồi. Bữa nay là cứ đến đây miết thôi. Đó. Biển số 6326. Cá nào mà cá lên. Anh ơi, bắt xe này thôi, chục tiền xăng thôi chứ không đủ như vậy đây. Anh gửi cho anh, gửi tôi xe rồi tao bình lòng. Là tôi gửi cho anh 100 là anh gửi. Chào anh nhá. Anh ở đâu đến đây? Chào anh. Em thì ở Vũng Tàu lên đây. À, anh máy Vũng Tàu lên đây à? Anh lên đi mấy người? Đi có một mình này. Đi có một mình. Đi lên đây lâu chưa ạ? Lên ghé nhà bạn qua bữa nay mới tới đây. À, thế là ba lô túi sách một mình đi. Đi một mình thôi. Thế đi cô có biết không hay là như thế nào? À, không, cái đây thì mình đi một mình là biết chứ. Đấy, vậy là qua kênh của em Râu là cô ở nhà mà xem rồi yên tâm nha. Chú đã đến tận nơi. Đấy, mạnh khỏe, tinh tấn, đang ngồi bên bờ hồ này. Đó, đang ngóng sang phía bên kia. Đó, để... Chào chị đẹp. Ô này á, trốn à, trốn không quay được. Đây này, một khán giả vừa tặng cho em Râu một tờ 1 đô này. 1 đô. Rất là đẹp. 1 đô. Hả? Đây tờ 1 đô đúng không? 1 đô hả? Đấy, biển. 1 quan à? Đấy. 1 quan đâu có tiền đô đâu. Tiền đô đó. Đẹp không? Đấy. Đây là chị từ Gia Lai xuống của chú chị. Đấy, đến đây rất là nhiều lần rồi. Sao biết? Trên kênh của em ai cũng biết mà. Và chị xuống đây nhiều lần để mọi người nhìn thấy hết rồi. Quả này là quả gì đấy? À, quả sim phải không ạ? Quả xay. Quả xay à? Hello. Hello, ai trốn. Đây này, khán giả các em nhìn cái mông của chị là biết ai rồi. Đừng có mà trốn nhá. Trốn cũng biết. Ai nhà. Đấy. Thôi được rồi, em Râu để yên cho chị. Loáng em đến quay trộm. Đó. Đó, thầy đó, thầy đi ra rồi kìa. Đó. Đó, thầy đang đi kìa. Thầy đang đứng nhìn sang bên mình kìa. Nhưng mà qua cái lưới. Đó, thầy đấy. Đó, thầy, nhưng mà thầy đứng qua cái lưới kìa. Mắt bình thường thì nhìn được. Nhưng mà qua ống kính không biết cô chú anh chị có nhìn thấy không. Đó. Đó, thầy đang đứng đó, thầy đi đó. À, thầy đó. À, thầy mặc cái màu đỏ đó. À. Qua ống kính này các cô chú anh chị chắc không nhìn thấy được.
Thầy đứng đây, thầy nhìn qua chúng ta nè. À, thầy đứng kia nè, nó cây nhỏ. Đó. Đó, thầy đứng đứng lên, thầy đi qua đoạn này rồi kìa. Đó. Thầy khoác cái ấy đỏ trên vai đó. Đây. Đúng rồi. Thầy lại đi, thầy đi sang bên này rồi. Đó. À, có chú anh chị đến đây mến mộ thầy này cũng như chỉ nhìn qua cái màn lưới thôi. Ừ. Đúng rồi. Không biết làm sao được. Rồi, anh đây, anh nhìn được chưa? Được rồi, được rồi. Tôi đánh lễ tôi thầy đứng dồn về hướng đây rồi. Cũng có duyên rồi, ok rồi. Đấy. Tức là mình mến mộ thầy như thế là được rồi, không nhất thiết mình phải gặp trực tiếp đúng không? Lần bây giờ ra đây lần nữa là cái như thầy đi một vòng đó đó, thầy đứng dồn qua đây rồi. Đánh lễ rồi cũng mãn nguyện. Anh nghe định tính bao giờ anh về? Nếu lên mà gặp thầy đánh lễ thì mình về trong chiều hôm nay luôn. Yeah. Còn nếu mà không gặp thì ngày mai mình mới về. Cũng hoan hỷ nhỉ? À. Không gặp cũng hoan hỷ đúng không? Vậy là ok rồi. Vâng. Chứ nhiều người nữa hai ba ngày nó không gặp. Mình lên đây gặp liền là cái như là ok quá rồi. Đã vô trong đánh lễ trong nhà thầy rồi. Chứ bố mẹ thầy rồi. Hai bạn đạp xe từ đâu tới? Sài Gòn. Từ Sài Gòn luôn. À, từ Sài Gòn đến đây là khoảng bao nhiêu ngày thì đến đây? Như là đây này là ngày 5 ngày. Hai bạn mà nếu mà mình hỏi thật, nếu mà được cơ hội mà đi với thầy sang Ấn Độ liệu có đi không? Đi. Hỏi thật đấy, có muốn đi không? Nhưng mà mình đi theo cái dạng ủng hộ. Chứ mình không có gọi là mê tín. Đúng rồi. Tức là mình tôn trọng cái hạnh của thầy đúng không? Dạ. Mình đi theo cái phong trào dạng kiểu thể thao. Thầy cũng nói mà đi là thể luyện thể thao cho người mình nó khỏe mạnh. Đấy. Chứ không phải là mê tín hay gì cả đúng không? Mình đi theo thầy là theo kiểu là đi bộ hành, đi thể thao để lấy sức khỏe đúng không? Nếu mà được đi là hai bạn cũng muốn đi đúng không? Mình cũng đang muốn đi lắm nhưng mà không biết có đủ nhân duyên hay không. Bây giờ có một anh ở trên kia là đi trong nhóm 4 người. À. Là em là nhỏ nhất, 30 tuổi. À. À, rồi còn cái anh lớn nhất là 73 tuổi. Ai? Đây 37, ông kia 73. Đâu rồi? Ông 73 đâu? Đây, trên đây. À, chưa xuống đây luôn à? Ông đang thở rồi. À, đang thở. Mấy ngày đang điên bình. À, ăn bị không tiêu ói. Tiêu ói. Nhưng mà có thuốc men gì chưa? Có. Nói chung là dự định là 3 ngày tới đây đó mà cũng còn phải 5 ngày. Là do trong nhóm có cái anh đó ảnh ói với lại ảnh đâu rồi đang ngồi chỗ nào em râu có thể là lên lên. À đâu đi xem lên thế nào. Cái tốc độ mình nó chậm. À em râu bắt gặp là 4 người đi đi từ Sài Gòn. Đi từ Sài Gòn nha. À đã đạp xe đạp về tận đây. 73 tuổi là ở Long An lận. À 73 tuổi ở Long An. À đây mình đi bằng chính chiếc xe này phải không? À nãy mình có gặp ở đường mà. À đây, ôi rồi tiền bối nhà mình đây rồi. À xin chào chú nhá. Thấy mấy em nói là chú năm nay 73 tuổi đúng không? 73 tuổi mà đạp xe từ Sài Gòn vào đây. Thì trời tuyệt vời. Cố gắng để gặp thầy. Dạ. Cái duyên chưa tới. Nhưng mà tuổi này mà đạp xe như này là bọn con rất là mến mộ luôn đấy. Nhìn đẹp lão. Mình so với thầy thì chỉ bằng chưa được một phần ngàn. Vâng, nhưng mà em vừa chia sẻ là chú đang bị bệnh hả? Bị trúng thực rồi, ói với tùm lum hết. Tức là mình ăn phải cái đồ lạ hay sao? Ăn cháo lòng. À. Cháo rồi. Tức là đi đường mình ăn cháo lòng. Tức là rồi nó bị đường ruột đó. Coi như hai ngày hôm nay ngày thứ ba, tôi chưa có cái gì trong bụng. Uống nước không á. Ui trời đất ơi. Thế thì bây giờ là phải nghỉ ngơi đây đã để cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh lã. Vâng. Hôm qua đúng ra là đi luôn tới đây. Vâng. Mà gặp cái phòng khám đa khoa đó. Vâng. Thì cái ông bác sĩ đó ông nói phải nghỉ ngay lập tức. Dạ. Nghỉ ngay lập tức. Thế thôi bây giờ chú đến đây rồi chú nghỉ ngơi ở đây. Có chú ăn chú nghỉ chưa? Chưa. Thì loáng con kiếm cho ngay đây có một cái nhà có ông bạn đây có mấy phòng. Nếu như mà chú với lại mấy em nếu mà ở đây thì mình dẫn đến. Mấy chú này đặt xe và chiều nay em từ đây ý là đến đây thì ở đây 1-2 ngày cho nó cơ thể nó khỏe lã. Chỉ đạp xe luôn là nguy hiểm lắm. Không bây giờ là chỉ có ngồi xe
xe khách hả? Giờ nằm về thôi. Chú ngồi giường nằm chú về hả? Nhưng mà chú ở đây 1-2 ngày để cho nó khỏe nữa. Bố nói à? Bốn cái xe đạp. Ôi giời. Đúng rồi. Vậy là chú bị dạng kiểu ngộ độc nhẹ đó. Tôi bị trúng độc. Trúng độc nhưng mà chú uống thuốc men này chưa? Có ngay phòng khám đa khoa hôm qua rồi có mua bịch thuốc rồi. Thế là bây giờ là chú đi xe về là sao mà để gặp anh Tuấn đây. Dễ gì gặp nhỉ. Ôi giời. Rất là khó khăn trong vấn đề là đi lại mà chú lại bị bệnh như này. Cố gắng để gặp thầy nhưng mà cái duyên chưa tới. Tôi còn cũng chúc cho chú nhiều sức khỏe, tinh thần, cầu được ước thấy. Những cái nguyện vọng tâm tư của chú là sẽ được đạt trong cái ngày hôm nay. Cảm ơn chú. Đoàn là 4 người đi mà chú bị, nhưng mà chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi về chứ bây giờ chú lên xe chú về là cũng nguy hiểm đấy. Chắc cũng phải phục hồi cả 1-2 tiếng phục hồi. Chiều đây mà chiều mới giờ xe lên buôn. Không nhưng mà đi xe giờ nguy hiểm lắm, mệt mỏi. Đạp từ đây giường ra đây 50 đạp xe từ Sài Gòn ra đây 600 cây rồi. Vâng. Đồng hồ nó chỉ 600 cây rồi. Vâng. Chú năm nay là đúng là 73 tuổi luôn à? Tôi còn 2 tháng nữa, tháng mấy nữa là 74 rồi. Yeah. Đạp xe ra đây là mấy cái tâm nguyện này để gặp thầy. Đó. Chị nói nếu gặp thầy chị nói với thầy một câu. Yeah. Nói, chú nếu mà chú gặp thầy thì chú sẽ nói câu gì? Hãy kéo dài cái thời gian để mà xuất phát đi Ấn Độ. Dạ. Thời điểm này. Thầy đi là chưa tốt. Lý do gì mà thời điểm này thầy đi là chưa tốt? Chắc hỏi, chú hỏi như vậy là chú phải biết rồi. Vâng. Nhưng mà có khả năng là thầy ra Tết thầy mới đi ạ. Đó. Vâng. Tôi chỉ mong như vậy. Vâng. Đi qua cái Myanmar là chỗ đó nếu mà thầy đi trong thời gian này chỗ đó sẽ là chỗ thầy nhập dịch, mà khi mà thầy nhập dịch rồi thì thầy không gieo duyên được nữa. Chú bây giờ đang nội chiến hay hỗn chiến hay sao? Vâng. Chỗ đó là nó sẽ thịt thầy thôi. Dạ, thôi. Cái đấy thì mình không biết được. Mình là dân mà. Dạ. Tức là nó là dễ nhất. Vâng. Chỉ một viên tạng lạc thôi. Chú thì cũng đang rất lo cho thầy, cũng mong nguyện như vậy. Thì qua cái nghiêm đâu thì cũng mong rằng bây giờ làm sao chú được gặp thầy. Sư Minh Chí. Được. Nãy có anh nào đó anh kiếm thi về sư Trần Chí. Trần Chí đang lên. Còn sư gì Minh Dược đó là như là vô đây rồi không? Thầy Minh Dược thì đang ở trên đây. Thầy Minh Dược thì cách đây mấy chục cây. Vâng. Trên đó là có 4-5 thầy nhỏ đang ở đó. Con thì lên đấy với thầy suốt đấy mà. Con thì lên chỗ thầy ngày 1. Vâng. Chưa đi chưa kiếm ra được. Chú tên gì? Con là Râu Vlog ạ. Râu Vlog hả? Vâng. Ba nhà không có coi ạ? Có. Cũng xin phép chú là cái thước phim ngày hôm nay là con sẽ đăng tải vào trưa ngày hôm nay. Chú cứ thoải mái. Dạ vâng. Dạ. Tâm nguyện của tôi làm sao? Rồi giờ 4 anh em vô vô cái đi. Cái nội dung của cái thức phim ngày hôm nay là con sẽ ghi là 4 Phật thủ đấy, trong đoàn là có chú là 73 tuổi từ Sài Gòn đã đi một chặng đường xe dài để về đây mong muốn là để gặp thầy. Không gặp thầy được thì cũng phải gặp được anh Tuấn. Gặp được thì gặp anh Tuấn thì đơn giản lên loáng con dẫn đến gặp anh Tuấn. Vâng. Cái này là con sẽ giúp chú gặp anh Tuấn, còn gặp được thầy không thì cái này con không hứa được. Vâng. Cái này là vạn sự tùy duyên chú nhá. Chú tên là gì chú nhỉ? Tôi là Thứ Ba. Vâng. Được gọi là chú Ba. Gặp được anh Tuấn á. Vâng. Là tôi chỉ có đưa đến cho anh Tuấn một lời cảm ơn. Vâng. Anh Tuấn lập ra cái công ty này là một cái chiến thuật rất là tuyệt vời. Vâng. Và thông minh. Dạ vâng. Thông minh. Dạ cảm ơn bác. Đó, các cô, các chú vẫn về rất là đông luôn, mặc dù giờ đã là trưa rồi. Chào chị đẹp nhá. Dạ.
trang phục áo phân tảo lúc nào cũng đẹp nha. Dạ. Dạ. Chị đâu tới? Dạ ở Đồng Tháp ạ. À, xin chào con người Đồng Tháp nhá. Dạ. Chỗ nãy hả chị? Tuyệt vời luôn. Sang tôi nữa, tôi dạ. Còn ở dưới Long An lên. Dạ. Đồng Tháp ra hơn 700 mấy à. Ủa, chú anh chị à, vẫn về rất là đông luôn. Trong cái trang phục áo phân tảo rất là đẹp luôn. Mình làm tới chuối cho đây đó. Chuối cho ba làm chuối không? Vận động viên thể thao là phải nên ăn chuối nhiều. Chuối và trứng gà. Chuối. Có giờ làm hết hơn chục rồi đấy. Hơn chục trứng. À vậy là chú thường gọi là chú ba. Rồi con chúc chú ba có sức khỏe nhá. Vâng. Đó, mọi người đang đứng cứ nhìn thấy thầy đi qua là ngóng trông. Rất là vui luôn. Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi của chú chị ạ. Sao thế nãy giờ đã nhìn được thầy lần nào chưa? Có, thầy ra mấy lần rồi. Thầy ra mấy lần nhìn qua cái lưới đen này phải không? Đấy, thế thôi. Sao thế nãy giờ nhìn qua thầy được mấy lần? Anh nhìn được mấy lần? Hai lần rồi. Hai lần rồi. Đấy. Bạn Tiến nhìn được hai lần chưa? Nhìn thấy rồi. Đấy. Công ty đóng cửa rồi. Ngày nay mọi người cũng về rất là đông. Cứ chỉ nhìn bên này qua thôi. Ba mẹ thầy được có vào không? Vào được. Ừ. Chưa vào lên lần nào phải không? Thì tí nữa vào. Vào trong chụp hình nhiều nhất trong mới được mà. À, cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của Dâu. Thì qua cái kênh của Dâu thì Dâu có bán một số những hàng nông sản. Thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho Dâu. À, trên kênh của Dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi. Đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lân còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy. Pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có hai loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình. Các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi. Giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất. Đấy, xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối. Hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà. Trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc, đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực. Đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ. Đó. Căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của Dâu và có mua hàng ủng hộ cho Dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của Dâu và đã mua hàng ủng hộ cho Dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.